Chỉ riêng trong một tuần vừa qua, từ 12 đến 18 tháng 8, Hà Nội đã ghi nhận thêm 301 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue mới, nâng tổng số mắc lên đến 2.399 ca, tập trung nhiều ở các quận nội thành và các huyện có tốc độ đô thị hóa mạnh. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội cho biết, trong tuần vừa qua, trên địa bàn thành phố ghi nhận 301 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 42 trường hợp mắc tay chân miệng, 11 trường hợp mắc sởi và 2 trường hợp mắc ho gà. So với những tuần trước đó, số mắc sốt xuất huyết của Hà Nội vẫn tiếp tục gia tăng mạnh. Số mắc tập trung chủ yếu ở khu vực nội thành, nhất là các quận có tốc độ đô thị hóa mạnh. Một số huyện có số mắc sốt xuất huyết cộng dồn cao như Hà Đông 367 ca, Nam Từ Liêm 210, Cầu Giấy 191, Đống Đa 181, Thường Tín 176, Thanh Oai 171, Hoàng Mai 145, Bắc Từ Liêm 141 và Thanh Trì 118. Trước diễn biến trên, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội và các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã đang tiếp tục duy trì hoạt động giám sát, phát hiện bệnh nhân tại các bệnh viện được phân cấp giám sát và tại cộng đồng, giám sát vector và côn trùng truyền bệnh, giám sát tác nhân gây bệnh, tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phòng chống sốt xuất huyết.